Từ Sơn Tây đi gần 15 cây số để ăn miếng bánh cuốn Bà Vọng nhưng thật là xứng đáng. Nhân tiện thì cũng mua chút đặc sản Ba Vì mang về nhà nữa nè. Cũng không có lý do gì đặc biệt cả, thấy sung sức hơn thì đi ăn thôi. Mà từ nhà mình đến quán thì cũng không quá xa. Đập vào mắt là thấy ngay giấy sở hữu trí tuệ rồi, uy tín chưa? Xong là mình cũng quay ra xin chủ quán quay một chút để xem là bánh cuốn ở đây thì có khác gì so với những loại bánh cuốn mà mình đã từng ăn. Cách tráng bánh thì vẫn vậy nhưng mà mình thấy là người ta không cuốn lại luôn mà lại xếp chồng lên nhau. Và bánh cuốn ở đây thì ăn cùng với chả thịt như này này. Một suất thì có giá là 30k, gồm một bát chả thịt và một đĩa bánh cuốn. Cái phần nước chả thì thơm mùi tiêu và tỏi luôn nha. Mình thì cho thêm một chút dưa góp ăn cùng. Mình gọi hai suất nhưng mà người ta cứ mang trước ra một suất, bởi vì là nếu ăn hết thì người ta mới mang ra tiếp. Đấy, một đĩa bánh cuốn này thì là 10k nè mọi người. Phần hành khô ở đây thì kiểu vụn vụn nhỏ nhỏ ấy nhưng mà vẫn là siêu thơm. Nói đến nước chấm thì không quá đậm đà đâu, nêm vừa vặn thôi để cho mọi người ăn cùng bánh cuốn mà. Rõ là nay cũng đi đường xa mà không hiểu sao hai chị em mình cũng chỉ có ăn hết được một suất thôi. À, ý mình là một đĩa bánh cuốn ấy nhưng mà vẫn là hai suất chả thịt nha. Mà nữa là miếng bánh cuốn ở đây cứ gọi là mứt mần mượt, đặc biệt là khi ăn phải dìm thật đẫm cái miếng bánh cuốn xuống nước chấm thế nó mới ăn đậm đà được, chứ mà lại rèn rèn chấm ít một thì xong là nhạt đấy. Mà gắp nào gắp nấy nó cứ phải to đùm đoà như thế kia kìa. À giờ thì mới nói đến phần chả thịt này, mình thấy là nhiều phần nạc này thế nên là cũng kiểu dai dai chứ không phải là mềm mềm đâu. Thế nên là khi ăn với bánh cuốn mềm mướt như thế kia nó lại là hợp lý. Này chị em ăn hết có 50k không còn gì để nói về cái chất lượng này cả, phải nói là tuyệt vời luôn ấy chứ. Mà đứa em mình còn thích ăn bánh cuốn hơn cơ nên là thôi lại ăn hộ nó miếng chả thịt cho xong nốt vậy. Xong rồi trên đường về chị em lại tiện mua ít sữa chua nếp cẩm và bánh sữa vì cũng lâu không ăn bánh sữa rồi. Nãy là ăn bánh cuốn nóng nóng rồi đúng không, giờ đi đến gần nhà thì lại nhìn thấy cái này mát mát thôi lại phải dừng lại. Mà quán chè này là quán chè Gốc Đa, mình gắn bó từ những năm cấp 1 cơ. Hồi đó nhớ đâu mua một cốc chè chỉ có 1 hoặc 2 nghìn thôi, mà ăn nhiều quá quen cô chủ cô còn bán cho 500 đồng một cốc cơ. À đấy là lúc mùa hè mỗi lần ta học về. Giờ thì cốc chè này lên 8k rồi, topping nhiều hơn hẳn, rồi là cái cốc nó cũng to hơn hẳn nữa. Chứ cái cốc ngày trước ấy mình nhớ là bây giờ ở mấy cái quán cà phê cổ vẫn còn, họa tiết nó kiểu chấm đen chấm đỏ ấy. À đấy lý do gọi là quán chè Gốc Đa bởi vì là đằng sau thì có cái gốc đa cổ thụ luôn kia kìa. Vẫn cứ mê là cái phần chuối khô cô làm ở đây siêu ngon, vừa có cả dừa khô vừa có cả dừa tươi thơm lắm. Nhưng mà về đến nhà thì vẫn phải đánh chén thêm cả sữa chua nếp cẩm. Ủi đi đường vậy mà sữa chua vẫn cứ mát, thế nên là nếu mà không đánh chén luôn thì thật là có lỗi. Một thùng nhỏ như thế kia thì có 12 hộp nè, lại có sẵn cả thìa ở trong luôn, chỉ việc bóc ra và thưởng thức. Ấy đấy, định bỏ cái vỏ mà lại thấy sữa chua dính lên trên, không được bỏ phí. Lớp sữa chua ở trên lớp nếp cẩm ở phía dưới trông mịn màng nhờ. Mình đi thường múc miếng nào ăn miếng đấy luôn chứ không đảo đều lên đâu. Thực ra là chỉ lâu rồi mình không ăn bánh sữa thôi, còn sữa chua nếp cẩm thì hầu như lúc nào cũng có trong tủ lạnh. Vì là ở Sơn Tây thì hầu như nhà ai cũng vậy mà, đặc biệt là sắp đến hè nóng rồi nè. Lúc nào thì cũng chữ sẵn sữa chua ở trong tủ thôi. Bây giờ thì thưởng thức bánh sữa nào. Để ăn cho nó đỡ nhàm chán thì mình quyết định là mua vị sô cô la. Bên trong một cái hộp như thế này thì có 14 cái và ăn thì chắc chắn là siêu ngọt rồi. Nhưng mà kể ra là mình cũng nhớ cái vị ngọt gắt của nó lắm. Kể ra là mình cũng ăn ở nhiều nơi rồi, là ăn nhiều thứ rồi nhưng mà cũng khó mà tìm được cái nào mà ngọt như thế này. Nhưng mà đây là ngọt thơm mùi sữa nên là thay vì khó chịu thì sẽ là thơm nha. Xem đến đây thì nhớ ấn follow kênh mình nè.